À, con chào ông bà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê An Giang nha. Thì con đang đứng ở xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Con tính nhà của ông Tư Ưa nha. Với lại được sự hỗ trợ của anh Đức Nguyễn đó, thì hôm nay con đến để tính nhà của ông, hỏi thăm sức khỏe của ông nha. Đến nhà con nha. Dạ, thưa ông, con mới tới. Cái này mình khỏe không ông? cũng mặn cũng được, chơi chút đỉnh gì à, mưa mặn không được chơi á. Dạ trời mưa em cũng đi mặn nữa hả? Thì nhìn đỉnh của ta đó, con mình đi mặn, mình không mặn người sao có là sống. Dạ. Mới vừa tới cũng thay đồ nè, còn ướt nhẹt cơ, chắc lên. Còn hai sáng giờ mưa quá trời luôn, như là mình dầm mưa mình làm luôn đó không? Vì chứ bây giờ mình lãnh rồi mình phải làm chứ, mình để biết nào mà hết mưa con, lâu quá. Cỡ này bão quá trời, bão mình làm luôn. Tại nhà nào cũng mưa hết. Chứ mình để cho qua bão rồi làm sao sống được. Nhờ cái đồng tiền của mình sống, mướn cũng không có nhiều, sống cũng được. Nhưng nhờ anh em ở đây để cho thêm với mấy cháu rồi ủng hộ cho chú Tư với được hơn. Giờ này nhờ trời mưa bão người ta có thuê mình làm gì không không? Ít có kêu lắm. Tại mình có chủ đó ta không kịp, ta mới kêu tiếp mình chặt cái ớt gì đó, làm ra. Chỉ làm mấy công chuyện mà nhẹ nhẹ là chặt cây ớt rồi làm cỏ rồi không? Được. Cái gì vậy? Cái gì dứt hết nổi à? Dạ. Già dứt hết không nổi. Nó bệnh hoài à. Rồi trời mưa này mình làm như mình có bị bệnh không không? Nãy làm dập bẻ luôn á. Rồi mà gì thay đồ, tắm thay đồ thì mới lên ngồi nghỉ hút thuốc rồi mấy cháu rồi tới á. Gặp thầy cháu chú Tư mừng, chúc mừng. Trời mưa lạnh quá. Lâu quá không có gặp chú, rồi chú mua cái giường được chưa? Hay là vẫn còn nằm như vậy? Đó, không, vẫn còn nằm cái giường như vậy. Nó vẫn nằm vậy ta, con đi vô đây. Chưa mua được cái giường hả chú? Đâu có tiền rồi, con ơi, mẹ con cái giường bây giờ con nghe đâu chịu vậy đó. Vậy đó hả? Ờ, nó vô quay con đây. Đâu máy đây, đổ. À, cái bao cà đậu. Ôi, gà của chú hay gà đẻ nè. Trời ơi, 2, 4, 6. Nó đẻ lên trên cái mặt quái. Trứng to quá ha. Còn là cái chiếu nè, cái chiếu của chú Tư nè, chiếu của chú Tư thiết kế nè. Mấy cái cây này một ăn hả chú Tư? Rồi hồi nãy gì á, quýt thằng nặng nó bay bớt rồi đó. Bắn ăn á. Rồi con thấy bên đây nó dùng mưa hay gì không? Lấy cái bao che đó. Nó tạt đó, nó còn cho gạo nó cũng để. Cái bao gạo con cho rồi ông Tư cũng gặp ra che luôn. Để luôn, con mấy cháu nó có đâu. Dạ. Cho gì kìa, lấy cái gì. Ông Tư nói chung là tận dụng mọi thứ. Tận dụng thì làm đồ luôn nè. Cái này là cái cửa đó hả chú Tư? Ờ, cửa đi ra vô con, cửa. Đó. Cái miếng thiết này là tối mình làm cái cửa này đó hả? Tối không mình, hả? Mình đi đâu cái mình kéo qua vậy nè, cho gà đứng lên, nó lên nó dơ lắm. Dạ. Nó không thấy gà nó nhóc chơi đâu có dính đâu miếng nào đâu không? Dạ. Đi đâu mình kéo cửa qua, gà nó dưới không đâu lên được. Dạ. Nó lên đây một cái rồi nè, to rồi nó quậy lên, nhậu ra, nhậu. Chú ngồi đi chú Tư. Ông Tư ngồi đi không? Trời, chú không có dính quần đâu, sợ. Nó bỏ quét nó, ăn hết. Ai có gì đâu. Rồi ông Tư mới đi mà, về ông Tư ăn gì chưa? Chưa, thích chợ đi, chợ mua bún gì ăn. Rồi trời mưa này rồi, có biết nó ăn mình sao không? Năm ngày mưa quá. Ở ngoài mưa nhiều, mình đâu có nấu cơm, mình ăn được không?
bây giờ mình đi mình muốn ăn gì, đi chợ mình mua cháo tương hay là bún hay là gì đó, có kiểu mình ăn vậy vậy làm tương tương hả, ăn mặn con, ăn mặn mà đều có gì ăn mấy à. Dạ. cũng dễ nuôi lắm. Dạ. Ăn trong qua ngày với mấy con mấy cháu vậy thôi. Như nó sẵn sự dữ lắm nha, mà ông Tư lao biết nó lăn lứt gì nè, nó sẵn sự dữ lắm mà thì biết nó lao lăn lứt gì luôn. Cái cây này là mình nói lại nữa, cây dừa đó con, cái cây dừa, cây dừa, cái thằng dừa mình cưa hả? Ừ con, cái cây dừa mình cưa ra mình xin nó xin xin cô ta ta bỏ mình xin nó cưa sẵn nó cho đó gì đó hả, nhiều lắm rồi cứ bỏ bớt à. Đây là tăng trừ cái này á. Đây là cái đồ của gia ông không ạ? Ấp đổ muỗng đó hả? Đổ muỗng đó. Nó mình lấy cái chai đó mình cắt ra vậy đó. À, thiết kế là gì đó ha? Để mấy đứa mình ăn gì đâu. À, còn cái này là để dựng đồ. Chén cửa, tự tự chế. Đựng nước mắm mà rồi tương, nước tương, đường, bột ngọt gì đó. Dạ, đây là... Còn cái chai là xà bông á. Xà bông nhập đồ. Nhập đồ, còn cái này là cái nước mắm. Nước mắm. Rồi chén đũa đâu sao con thấy? Giấu trơn rồi nè. Để trong cái vỏ hả? Ừ, để ở ngoài đó còn gà nó lên được nó bư vô lắm. Mình phải úp trợ cho tinh tế, có thứ tự mới được. Không có để lộn xộn lăn lóc không chịu đâu, góp sàn vô. Dạ. Cái gì thì nó mình không phải là kỹ gì mà đều nó tinh tế chút vậy đó. Dạ. Để tùm lum ở trên trời vô đâu có được. Quay không kịp cũng gán nghe. Nhà cái quét tước này kia cho đồ lên. Cái gì mà thoải mái đâu có động gì đâu, cái thuốc cái gì vậy? Dạ, con cái hộp quen. Không sao. Không quay. Làm để bỏ vào đồng chú tôi lượm về mà. Dạ, tao bỏ vào chú tôi lượm về đó hả? Để còn để bành cạnh trên rồi chú tôi lượm về đi mua hàng lỡ đó. Tao quăng tao bỏ đó. Ba chơi xui, ta nói nuôi ông về không hên, chú tôi lượm về chú tôi hên. Chú tôi lượm về chú tôi thờ. Ừ, chú tôi thờ đó. Mùa mạo tới mới giá cho tiện hơn đúng không? Cho một phút nữa đó. Dạ. Đó. Cái mùi lao nè, lao dán này kia. Khi bụi bặm nó mình lao mình quét. Cái này thuốc thì nhà nước cho đâu 3 4 dĩ gì đó. Uống. Xin thuốc uống không à? Xuống là trạm xá đó con. Đi trạm xá mà có cho mình lãnh thuốc. Có sổ hộ nghèo và cận nghèo ta cho. Mình đem cái sổ theo nha. Rồi ta khám bệnh cho mình, người ta cho 3-4 dĩ gì đó dịu. Mình khỏi mua. Cái này là mình bệnh gì không? Mình cho ông Tư tuột máu á. Sao nó bị nhức đầu hoài, nó bị thiếu máu não, còn nó bị còn 8-9 độ gì nhức đầu hoài. Người ta đo máu trong đây nè. Người ta đo ra nó còn có 8 độ à, mình chi mà không nói. Rồi cho thuốc uống bồi dưỡng này kia vậy đó. Uống cho nó có máu lại. Máu não mình nó thiếu nhức đầu. Bị thiếu máu, mình ăn uống này kia bồi bổ vô. Rồi cái này ông Tư thì không có gì ăn đó là. Có gì ăn đấy con ơi. Bởi vì bị thiếu máu. Cũng gầu lo lắm đó, với mình ở mình hơn giờ không biết làm sao nha. Thì sống với mấy con mấy cháu về năm nào đỡ năm nấy gì đó. Không gà con chú có gì không? Nó ở bờ Bình Dương quá con, nó không có gì, Tết nó gì. Nó cũng khổ lắm. Nghe nói gì họ thăm này kia nó cũng khổ. Mà không được. Bị dịch cúm 19 gì đó. Dạ. Rồi thành ra hàng không được. Nó đủ vợ chồng nó sống gì à. Tại vì cũng được đi. Thì mình còn bư vào nữa con, thì mình bư vào mình sống, mà con mình nó vợ chồng nó đầm ấm là ông Tư mừng dữ lắm à. Vì được trả hiếu cho ông Tư được bao nhiêu đó mừng, khỏi cho không được nữa. Chứ để nó cũng lộn rồi, nó nghèo khổ, nó cho mình nó vợ chồng nó cự không. Chuyện đó ông Tư không chịu. Tại cho nó vợ chồng nó đầm ấm, nó hạnh phúc là mình mới trả hiếu mình được nhiêu vậy mừng. Chứ biết sao giờ nghèo sống không nghèo con ơi, có gì ăn lấy. Vậy ấy cho tiền cho ông Tư đi. Dạ. Hôm nay con đến đây là với sự hỗ trợ của anh Đức Nguyễn. Dạ. Thì anh có hỗ trợ trong là năm mua con gà đó để ông nuôi.
Nhưng mà hôm trước thì con có xuống với lại cái lò ấp gà đó không? Thì giờ xuống dưới thì không có gà. Rồi con cũng có đi tìm kiếm ở trên Bình Hòa rồi mấy cái chợ đồ đó mà cũng không có luôn. Có cái đợt mới có con ơi. Dạ. Chứ không phải mình có liền liền đâu. Dạ. Rồi ở đây thì mình chỉ có duy nhất một cái lò ấp đó là ở dưới chợ Châu Thành, với là nó lớn thì nó có đầy đủ. Nhưng mà ngay cái đợt đó con xuống thì cái cô chủ lò đó, cô đi thành phố khám bệnh. Nhưng mà tới khi cô về rồi thì ngay cái đợt bão này nào, rồi cô sợ là mình gà nó nhỏ quá đó, rồi mình đem về đây nè, với lại trời mưa bão đó rồi nó bị chết. Có một lần trước đó, cũng có cho con cũng có cho nhà dịch của nhà của bà Năm Câm á, và cũng có cho, mà về thì cũng ngay đợt bão này nè, rồi nó chết cũng nhiều lắm. Bởi vì con sợ là nó đem về đây rồi nó chết. Thì bây giờ là con sẽ trao tiền cho ông, để khi nào hết bão rồi con nhờ ông đi mua giùm con nha. Đúng rồi. Không dạ. Không vậy là cũng hay chứ. Dạ. Không hay. Mình đợi qua cái đợt bão này rồi mình nuôi cho nó an toàn hơn. Nó cũng không có trễ gì đâu. Dạ. Và cái cô ở dưới lò ấp á, lò ấp và ấp dịch á, thì cổ cũng nói là do bão này nè, mình không có cái bóng đèn để mình sưởi ấm đó, nó dễ chết lắm. Ừ. Cho nên giờ mình phải mua cái bóng đèn để mình sưởi ấm cho nó. Mình đi. Dạ. Cô nói nếu như muốn an toàn á thì mình đợi qua cái đợt bão này đi, bớt mưa đi rồi chú phải xuống bắt ha. Ừ vậy chứ sao, tại cô mưa này chú đâu có dám bắt đâu, bắt dạ, về. Dạ, bắt về nguy hiểm. Nguy hiểm chết. Mới chết là mấy con la chú rồi sao? đâu có chú, cái này mình cái vụ chú sợ dữ lắm nha. Dạ. Này chú cũng cố gắng mà tại nhiều khi mưa bão thôi. Đúng là do thời tiết chứ không phải tại mình. Đúng rồi, mình có muốn cho nó đạt yêu cầu để có ăn sống với mấy cha con mấy cháu. Dạ. Phải không Nhung, 50 đô là 1 triệu 155 ngàn. 155 đủ chưa? Dạ đủ rồi. Đủ hả? Dạ, con gửi cho ông nha. Dạ. Dạ, qua hết đường bão rồi. Cảm ơn mấy cháu. Dạ. Dạ, ông tôi có gửi lời cảm ơn gì tới anh Đức Nguyễn không? Ừ, cảm ơn chứ, tiền ơi. Mà biết nói là sao vậy? Dạ, ông tôi cứ nói cảm ơn rồi được rồi. À, ông Đức Nguyễn ơi, tôi tên Ưa, năm nay cũng 53 tuổi. Thầy trả tiền cho tôi để có một nuôi một mớ gà. Tôi cũng cảm ơn ông Đức Nguyễn nha. Thì vậy thôi chứ sao giờ? Thì mình không có biết nói gì nữa. Nói gì đó. Dạ thì con nhờ ông mua gà với lại thức ăn cho gà nha. Dạ dạ nữa ông Tư mua thức ăn với lại mua gà. Chứ mình đâu có dám xài tiền ơi, xài thì mình tiền của mình đang mướn mình xài đưa tiền của mấy con mấy cháu cho gì vậy, ông Tư mừng lắm, ông Tư đâu có dám xài đâu. Dạ. Xài của hết là không có nó làm thì sao? Dạ nó có. Ông đi đâu thì phải ra đó nó đi gan lại gì mới được. Mà chú cũng giữ gìn sức khỏe nha. Mưa bão này mình hạn chế mình ra đồng đi chú. Cái này sấm sét đồ quá. Con ơi lúc mình đi thì ông không mưa, tìm mặn có chút xíu cái đồng mưa tới. Rồi đâu có gì đó, nếu gì rồi thay độ mới đi nữa sao? Mình ướt thì sẵn mặn luôn. Nào thấy lạnh dữ lắm cái gì à. Chứ đâu có không mưa có mình chạy gì đâu có được. Đợi dính ăn dính thua rồi mặn thiệt là lâu á. Cho nó lạnh rồi mình cái gì mà nhiều khi mình dầm mưa ngoài trời giữa đồng cũng lớn tuổi rồi nó cũng nguy hiểm. Wow, người ta xỉu nhóc trơn á. À. Mà chú cũng biết khôn nha, nếu mình thấy cho mình không im thì mình vô nhà ra mình đục. À. Mình xin thuốc người ta, mình hút thôi, mình uống gì đó thuốc uống người ta, mình nói người ta cho. Chú từ tàn đi xin, mình xin người ta cho, người ta cũng thương vậy đó. Dạ, người ta thấy mình vậy người ta cũng thương. Thế không ăn nhậu về đâu thì ra đó thì anh em mới sớm thì có lẽ anh ta không có bỏ mình được. Dạ. Chứ mình khách sáo ăn nhậu lè phè không được đâu mà người ta không có cho đâu. Dạ. Em cũng thay mặt ông Tư đây gửi lời cảm ơn anh Đức Nguyễn nha, đã hỗ trợ cho ông Tư. À. Dạ. Vậy thôi ông Tư con về nha ông Tư. À, cháu gì nó chuyện chú đi cái gì á. Thôi được rồi, cái gì chú Tư. Chú Tư nói chuyện với mấy cháu về thị sáng chưa chán nữa. Dạ. Nó cũng hợp với nhau. Dạ. Chứ chú Tư mới nói chuyện mình khi ra đồng thì lỡ nhà ít nói chuyện đó. Mình cảnh khổ nói chuyện gì vậy. Dạ. Mấy cháu ở đây thì còn nghĩ như con của chú vậy đó, cũng nói chuyện xô xào vậy đó. Cho vui. Dạ. Rồi, vậy thôi con về nha ông Tư. À. Dạ. Dạ ông giữ gìn sức khỏe nha. Rồi. Dạ. Để ông chú Tư cũng cầu chúc cho mấy cháu được bình an nha. Dạ.
Dạ cảm ơn ông. Ừ. Dạ ông về. Dạ trước khi em về thì em cũng có gửi lời cảm ơn đến anh Christopher Đào nha, đã gửi cho em là 300 đô làm phí thi học. Em cũng không biết nói gì hơn, em cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến anh. Chúc anh có thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui và luôn thành công trong công việc của mình nha. Đến đây video clip của con cũng đã kết thúc rồi. Con cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video của con nha. Xin chào và hẹn gặp lại.